Bé Nhi nó sẽ kể chuyện từ lúc nó 5 tuổi. What? Nó tới giờ nó 20 tuổi, em chuẩn bị tinh thần đi. Theo như hai anh là đang ở một mình và tự lập ở đây thì em thì đang trong vòng tay của ba mẹ. Đang ở chung với lại gia đình mình. Hồi trước ba mẹ em với em là kiểu như là con gái với nhau, con gái đầu lòng nữa. Nhưng mà em lại không có hợp tính với lại ba mẹ của em luôn á. Nhà em lại có một đứa em trai vẫn cũng không hợp tính với lại ba mẹ của em nữa. Nghe nè, em trai với gia đình em không hợp tính. Mắc mớ gì đến hai em. Tới tần số tình yêu của ta em. Không, tại em đang kể cái sự đồng cảm, tại em chưa có kể hết. Kiểu như là ba mẹ em không có tâm lý á. Lúc mà em chưa, em sắp thi tốt nghiệp hết lớp 12 mà chuẩn bị bước sang mới lớp 12 thôi hả em? Không, quý chị, em chưa kể hết. À, chưa kể hết, nó vô tới đại học lắm. Là em bước sang ngưỡng cửa đại học, là em học ngành quản trị nhà khách sạn này nè. Là ba mẹ em không có đồng ý cho em học. Nhà em lại theo nhà nghề giáo nữa, giáo viên, để muốn em theo cái ngành giáo viên. Vậy lúc cuộc câu hỏi của em là gì? Em chưa có kể hết. Tôi chờ cái câu hỏi. Chưa kể hết. Ta mới vô đại học thôi. Anh tỉnh em đi. Kể cho em sai kể rồi. Tại vì em cũng làm giáo viên. Không phải em làm giáo viên dạy môn toán. Dạ, vậy bây giờ cho em kể và tập trung kể cho nó nhanh được không ạ? Bây giờ mới kể. Kể đi bé Nhi. Em kể cho chị từ lúc 5 tuổi coi. Dạ, em tới cái khúc đại học. Em là kiểu như cấm ba mẹ em cấm đoán luôn á, là không có tâm lý luôn á. Lúc là em bị stress mà em muốn gọi là tự tử luôn á. Em cái thái độ tự tử em nó hơi bi xuống chút cho chị coi. Hai ba. Dạ em muốn tự tử. Đó, bi rồi đó, bi rồi. Khi mà em thi xong, em mới chia sẻ với ba mẹ em cho con học cái ngành đó, vì cái bây giờ cái ngành đó là con thích, còn cái giáo viên là con không có thích. Nếu mà một cái ngành mà mình không thích, mình không có học được đâu. Ba má nói sao? Ba má rất là buồn. Nhưng mà vì con gái đã thích như vậy mà bây giờ cấm cản thì bây giờ tương lai nó sẽ không cho vào đâu hết á. Nên là cho em học ước mơ của mình. Và lên đó em học. Em học chưa có hết học kỳ 1 luôn á. Mới học kỳ 1. Học kỳ 1 mà bây giờ mới kể học kỳ 1 mà. Tâm ơi. Mọi người. Dạ. Em còn ngồi đó hả Tâm? Em còn đó không Tâm? Hồi nãy chị tưởng là em đi về luôn rồi đó Tâm. Quỳnh Tâm ơi. Chị dành cho em một tiếng đồng hồ em nói gì em nói đi. Em xin là mấy anh chị hãy đồng cảm với em ấy à. Em rất là đồng cảm với mấy anh chị luôn. Tần số tình yêu mùa 2 21:35 thứ 6 hàng tuần trên kênh HTV7.